tầng mây xanh vút cao, Chúa chi tôn, Chúa đang ngự nơi nào. Để hồn con năm tháng mãi mỏi mòn, vì người ta xấu xé con đêm ngày, họ cười chê sao Chúa không cứu người. Có Chúa đâu hay Chúa người chết rồi. Tới bao giờ Ngài thương nghe tiếng con, Chúa chi nhân sao Chúa còn lặng thinh. Và thù nhân họ cứ mãi đinh ninh, Chúa đâu là người tạo tác chúng sinh. Đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai. Con đêm ngày vẫn tin yêu trông cậy, giờ ngày đến cứu con khỏi ngục tù. Và ngày ấy con sương vui tràn hòa, dù giờ đây tấm thân con hao gầy, tháng năm dài đầy ứ bao ê chê. Nhưng tin rằng một ngày Chúa thương, ngước mắt nhìn tầng mây xanh vút cao, Chúa chi tôn, Chúa đang ngự nơi nào. Còn năm tháng mãi mỏi mòn, vì người ta xấu xé con đêm nay, họ cười chê sao Chúa không cứu người. Có Chúa đâu hay Chúa người chết rồi. Tới bao giờ Ngài thương nghe tiếng con, Chúa chi nhân sao Chúa còn lặng thinh. Và thù nhân họ cứ mãi đinh ninh, Chúa đâu là người tạo ta chúng sinh. Đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai. Cho quân thù biết danh Cha trên trời, Ngài là Chúa muôn dân hết mọi loài. Ngài tạo tác nên cả thân quân thù, tình Ngài luôn mến thương con đêm ngày. Chúa đang nhìn nghe tiếng con vang nài, Chúa không đành lặng thinh mãi đâu. Khen Ngài Chúa trang bao phục lòng, hằng đổ xuống trên thân con đêm ngày. Ngài gìn giữ con luôn trong tay Ngài, và hồn con lãnh muôn muôn ơn lành. Hỡi muôn loài hãy chúc khen danh Ngài, đến muôn đời và muôn kiếp sau. Ngước mắt nhìn tầng mây xanh vút cao, Chúa chi tôn, Chúa đang ngự nơi nào. Để hồn con năm tháng mãi mỏi mòn, vì người ta xấu xé con đêm nay, họ cười chê sao Chúa không cứu người. Có Chúa đâu hay Chúa người chết rồi. Tới bao giờ Ngài thương nghe tiếng con, Chúa chi nhân sao Chúa còn lặng thinh. Và thù nhân họ cứ mãi đinh ninh, Chúa đâu là người tạo ta chúng sinh. Đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai. Đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai. Đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai.